Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hàm HLOOKUP trong Excel các bạn nhé. Đây là một trong những cái hàm chúng ta thường xuyên sử dụng khi các bạn làm việc với bảng tính Excel. Ok, thì cái hàm HLOOKUP đó các bạn ạ, nó sẽ khác với cái hàm VLOOKUP một chút xíu. Đó là cái bảng mà để chúng ta đi tìm kiếm dữ liệu á, nó sẽ được bố trí thành các dòng. Dòng số 1 là cái dòng mà nó sẽ chứa những cái ký tự viết tắt hoặc là những con số mà chúng ta để đi so sánh, đi so khớp á. Và những cái dòng còn lại là những cái dòng mà chúng ta có thể lấy ra để chúng ta lấy được cái giá trị đó về khi chúng ta tìm ra được. Ok, trong cái hàm cú pháp của hàm HLOOKUP á, nó sẽ có những cái thành phần sau. Thứ nhất là lookup value nè. Thứ hai là cái bảng để chúng ta đi tìm kiếm nè. Thứ ba là cái dòng mà chúng ta sẽ lấy cái giá trị ra khi mà chúng ta tìm kiếm thấy. Và cuối cùng đó là cái rank lookup thì nó sẽ có hai cái giá trị là true hoặc là false. Thì nếu như các bạn chọn true á, thì nó sẽ tìm kiếm một cách tương đối, và false thì nó sẽ tìm kiếm một cách là chính xác tuyệt đối 100%. Thì nói thì rất là khó hiểu, bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ nhỏ cho các bạn nhé. Đây các bạn ạ, mình có một cái bảng tính như thế này. Ở đây là có các bạn học sinh, các bạn đã có cái mã trường và có điểm thi. Thì bây giờ á, mình có hai cái bảng được sắp xếp thành từng dòng. Cái bảng số 1 này á, đó là mã trường. Đây, mã trường và tên trường nó có hai dòng như thế này. Ở đây là NLL là viết tắt của trường là Trung học Phổ thông Lê Lợi, NJ là Nguyễn Du, rồi THJ là Trần Hưng Đạo, vân vân. Ok, thế thì làm sao để mình tìm kiếm được cái giá trị và mình điền lên trên cái cột này? Chúng ta sẽ sử dụng hàm HLOOKUP nhé các bạn. Đây mình sẽ sử dụng này, HLOOKUP. Rồi ok, cái giá trị tiếp theo mà mình cần điền vào, các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Nó có gợi ý cho mình nè, lookup value nè, thì mình sẽ đánh vào cái cột bên đây. Ok rồi, phẩy một cái. Tiếp theo là cái table array, thì các bạn sẽ bôi đen nguyên cái table mà chứa cái giá trị để so khớp và những cái giá trị mà chúng ta có thể lấy ra được. Các bạn hãy giúp mình nhấn F4 trên bàn phím để chúng ta khóa cái bảng này lại. Vì sao? Vì tí nữa khi chúng ta kéo cái công thức này xuống á, thì cái bảng này nó sẽ không bị dịch chuyển trong cái công thức của chúng ta, nó sẽ được cố định, giúp cho cái giá trị tìm kiếm của chúng ta nó luôn luôn chính xác nhé. Ok rồi, tiếp theo là cái cột mà chúng ta sẽ lấy nó ra khi chúng ta tìm ra được cái giá trị, thì các bạn cứ đếm từ trên xuống thôi. Cái dòng đầu tiên nè, xin lỗi, cái này là dòng nha các bạn, dòng số 1 nè, đây là dòng số 2. Vậy thì mình sẽ lấy cái kết quả là dòng số 2 ra. Nếu như mình tìm tìm kiếm thấy chữ NLL thì mình sẽ lấy cái giá trị ở cái dòng số 2 ra nhé. Và cuối cùng tiếp theo đó là true hoặc là false, thì đây các bạn sẽ điền giúp mình trong cái tình huống này là false, là chúng ta sẽ tìm kiếm một cách hoàn toàn chính xác, là đúng chữ NLL thì mới tìm ra được kết quả, đúng chữ NJ thì mới tìm ra được kết quả, đúng chữ THJ thì mới tìm ra kết quả của hàm HLOOKUP nhé. Đây các bạn thấy không ạ, mình kéo đi nè, đó đây các bạn thấy nè, cái đoạn này nè mình đã F4, thì cho dù mình kéo đi xuống bao nhiêu dòng thì cái bảng này nó luôn luôn nó được khóa cố định lại nhé. Ok đó, vậy là cái tình huống đầu tiên chúng ta đã biết cách sử dụng cái hàm HLOOKUP để mà tìm kiếm giá trị trong một cái bảng được bố trí theo chiều dọc, theo thành 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 từng dòng đấy, thành từng từng dòng đó các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái ví dụ khác, đó là dựa trên điểm thi của những các bạn học sinh này, là chúng ta sẽ tìm kiếm và xếp loại cho các bạn học sinh. Thì các bạn để ý giúp mình nha, cái bảng này mình đã được sắp xếp tăng dần từ trái sang phải, nên là 0, 5, 7, 8, 9. Thì ý của mình đó là từ 0 tới 5 sẽ xếp loại yếu, từ 5 tới 7 sẽ xếp loại trung bình, từ 5 tới 6,9 ấy, rồi từ 7 cho tới 8 thì nó sẽ xếp loại khá, 8 cho tới 9 sẽ xếp loại giỏi, và trên 9 sẽ là xuất sắc. Ok, chúng ta vẫn sử dụng hàm HLOOKUP, các bạn sẽ đánh dấu bằng giúp mình nè. Sau đó chúng ta sẽ gõ HLOOKUP vào đây nhé. Ok, tiếp theo là cái giá trị tìm kiếm. Các bạn thấy không? 8,5 nó không hề xuất hiện trong cái bảng này. Nhưng tí nữa chúng ta sẽ tìm kiếm một cách tương đối, nghĩa là trong cái đoạn từ 8 tới 9. Ok, tiếp theo là cái bảng chúng ta đi tìm kiếm giá trị. Mình sẽ bôi đen cái này nhé. Rồi, chúng ta cũng sẽ nhấn phím F4 luôn để chúng ta cố định cái bảng này lại. Rồi, tiếp theo là cái dòng giá trị mà chúng ta sẽ lấy ra, đó là dòng số 2 nhé. Và cuối cùng đó là cái cách tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm kiếm một cách tương đối, mình sẽ đánh vào đây là chữ true. Thật ra các bạn có thể gõ số 1 cũng được, gõ số 1 cũng được cho dễ cho nhanh đó, nhưng mà mình muốn gõ chữ true để cho các bạn dễ hiểu hơn, nhìn nhìn thấy nó trực quan hơn nhé. Xin lỗi các bạn, đây đó như thế này, rồi mình enter nè. Đó các bạn thấy không, mặc dù 8,5 nó không xuất hiện trong cái bảng này, nhưng vì mình tìm kiếm một cách tương đối, không cần chính xác tuyệt đối 100%,
nhưng nó chỉ cần tồn tại trong những cái khoảng đó là ok. Các bạn nhìn thấy nè, đó các bạn thấy không ạ? Từ 3 tới 7, tôi xin lỗi, 3.7 là nó nằm trong đoạn đoạn là từ 0 cho tới 5 đúng không? Thì lúc này nó phải xếp loại yếu là đúng rồi. À, mình cố tình mình sửa lại một chút, cái chỗ này là chữ false, các bạn sẽ thấy nó khác nhau nhé. Lúc này false thì các bạn sẽ tìm thấy là nó không tìm thấy 8,5, nó không tìm thấy 3,7, nó không tìm thấy 6,5, nhưng số 9 thì có. Lúc này nó tìm kiếm theo một cách là tuyệt đối đúng 100% thì mới lấy kết quả ra. Nhưng mà những cái bài toán xếp hạng, xếp loại như thế này thì chúng ta không sử dụng tìm kiếm một cách tuyệt đối được, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một cách tương đối thôi thì chúng ta mới lấy ra được cái giá trị. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, các bạn hãy thực hành lại những cái bài này nha các bạn, để cho chúng ta rành hơn về cái hàm VLOOKUP hoặc là cái hàm HLOOKUP. À, các bạn vui lòng nhé, cho mình xin một lượt đăng ký kênh để mình có động lực tiếp tục phát triển những cái video clip tiếp theo. Và nếu như có câu hỏi hoặc là có đóng góp cho mình, xin hãy comment phía bên dưới. Và ngay bây giờ thì mình có để trên màn hình của các bạn một cái video bên trái, một cái video bên phải. Các bạn có thể click vào để tiếp tục xem những cái mẹo vặt, những cái thủ thuật nhỏ về Excel trong cái chuỗi bài này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào.